Em xin chào cả nhà mình. Phiên ngày hôm nay thì em sẽ lên bán một số những cái cây giả hạt. Hàng chủ yếu là có mặt hoa nha cả nhà. Đấy, thì ở đây em có còn mấy cái chậu mắc nai Vũng Tàu này, với lại hai cái chậu trắng Di Linh Xuân, trắng tuyền đó cả nhà. Thì tí em sẽ chèn cái mặt hoa vào. Thì trước tiên là mắc nai Vũng Tàu, thì em có cái chậu số 1 này. Đấy, nó trong em thì lặn và đã thắt ngọn rồi. Cả nhà mình có thể giữ luôn, hoặc là mình chờ đến cuối năm em ship rồi về chỗ các anh chị á, nó có thể là nó bung cái chồi gốc lên. Rồi cái chậu số 2 thì chậu này giá là 2.500.000, vì cái cây này nó lớn hơn so với cây số 1. Thì mắc nai Vũng Tàu số 2 này là 2.500.000. Ở đây thì rễ nó đã bám ấm chậu hết rồi nha cả nhà. Thông thường ở đây thì nó còn một cái mắc ngủ kèm theo cho mỗi cây như thế này, vì cắt là cắt hai khúc ươm một lần á. Nhưng mà cái mắc ngủ còn lại thì thấy khả năng là nó không có lên, nên là em không có đảm bảo, chỉ đảm bảo là cái cây này thôi. Rồi mắc nai Vũng Tàu số 3 thì cái cây này em cũng bán là 2.500.000 luôn. Bây giờ thân nó cũng khá là mập rồi, đã thắt ngọn. Rồi mắc nai Vũng Tàu số 4 thì cây này em bán với giá là 2.800.000, còn đang đi ngọn một tí nha cả nhà. Đấy, về nếu mà chỗ em thì cứ giữ như thế này thì cây nó sẽ thắt ngọn, còn về xứ nóng thì thường là cây nó sẽ tiếp tục nó đẩy cái ngọn lên. Còn những cây như thế này mà về xứ nóng thì khả năng là nó sẽ lên cái chồi gốc này cả nhà. Khách mua nhiều rồi nên là khách phản ánh lại là em thấy như vậy. Ngay cả dòng trắng Di Linh này cũng vậy, nếu mà về các anh chị là thường nó bung cái chồi gốc mới lên, mà mùa này bung thì nó sẽ thành cái chồi lỡ. Rồi ở đây thì em có hai cái chậu trắng Di Linh thì nó cũng xem cái kích thước với nhau. Chậu số 1 này thì em bán là 2.000.000, trắng Di Linh số 1 nha, dài chắc cũng tầm là 10 cm đó cả nhà. Rồi chậu trắng Di Linh số 2 thì em cũng bán với giá là 2.000.000 luôn. Lâu lắm rồi thì em không bán hàng trở lại, hôm nay thì chỉ có ít hàng như vậy thôi. Ở đây thì mấy cái cây mà bữa khách đặt thì bây giờ em cũng sẽ tiến hành gửi luôn cho cả nhà. Đây là cây mắc nai Vũng Tàu của anh Vũ ở Hải Phòng này. Tiện đây thì em quay luôn. Tức trước là nó bằng tiền đây thôi, một nửa thôi, nhưng bây giờ nó lớn gấp đôi rồi, nhưng mà đã thắt ngọn. Rồi đây là chương Moray của chú Bảo Hà Nam nè. Chú còn một cái cây Di Linh trắng nữa. Rồi đây là cái bạch Candy Quốc, số đuôi là 168. Cái anh này thì em không có nhớ tên rồi nha. Rồi anh này thì đặt chung với lại mắc nai Vũng Tàu. Bữa trước thì gần như là nó bằng chừng này thôi, bây giờ nó dài gấp đôi lên rồi. Bên đây cũng có vài cây của khách luôn, hôm nay thì em sẽ ship cho cả nhà. Bữa thì em bận về quê cả nhà, giải quyết một số công việc. Tại như anh đây là đặt một cái bệt Candy Quốc, bữa trước nó bằng một nửa chân đây thôi cả nhà. Đến cuối năm vài tháng sau thì nó dài gần như là gấp đôi. Mắc nai Vũng Tàu đây thì đối với dòng mắc nai mọi người lưu ý là nó gầy nha, thường là giống mắc nai Vũng Tàu nó rất là gầy. Candy Quốc thì trong Lâm Đồng chúng em trồng thì giống khỏe và mập, nhưng mà về thời tiết nơi khác thì đôi lúc mà nó thuần lại á, nó cũng lớn hơi chậm. Còn nếu mà thuần ở trong em rồi đem nơi khác trồng thì nó sẽ rất là ok. Chào cả nhà. Phiên ngày hôm nay thì em mời cả nhà mình ngắm những cái cây Di Linh Xuân á cả nhà. Đấy, Di Linh Xuân nha cả nhà. Ở đây thì trồng quy mô rất là lớn, nên là nhìn đôi lúc nó không có nét Di Linh Xuân. Nhưng mà mình quay chi tiết vào từng cây thì cả nhà mình thấy. Ở đây thì tiện quay để cả nhà mình phân biệt luôn. Đối với cái dòng Di Linh Xuân hay dòng giả hạt Lâm Đồng á, thường những cái lá phần dưới gốc của nó là nó xếp lên như thế này nha. Ở đây thì 100 cây thì đến 90 mấy cây là nó như vậy. Đó.
Em quay cái phần lá gốc này cả nhà mình cùng xem. Và đa số là nó xếp nó dính chứ nó không có phải là lá lá bè lá ngã ra hoặc là lá đứng. Còn phía trên này thì cái tạc, cái khuôn tạc lá của nó sẽ thay đổi này. Đó, thậm chí là có những cây xếp đồng xu luôn. Ở đây là dưa Linh Xuân á, là những cái hạt từ những cái cây này là làm gieo hạt phía bên kia cả nhà, ươm ra những cây con gieo hạt á, nên cả nhà mình mua giống thì hoàn toàn yên tâm luôn, cả một rừng cây mẹ ở đây. Mà đa số là lựa chọn những cái cây mặt hoa đẹp thôi. Thì đây em quay mọi người hoa bói nó nở này. Hơn đây là một cái bông lưỡi đỏ cánh dày và sáp. Thì những cái giống này là đã có gieo hạt ở bên kia rồi, rất là nhiều giống dưa Linh Xuân. Còn một số mặt hoa mà đẹp xuất sắc cụ thể thì sẽ gieo hạt riêng. Đấy. Một hoa bói cánh sáp dày lưỡi đỏ, cái cánh nó rất là dày cả nhà, và hoa nó bay này. Bây giờ thì là 11 giờ trưa rồi á cả nhà, nhưng mà hoa còn rất là bay như thế này thì cả nhà mình thấy. Còn đây là thân lá của dưa Linh Xuân đây, trời thân lá riêng thì cũng rất là đẹp rồi đó. Như em nói thì 100 cây thì 90 mấy cây là tạc lá như thế này đối với dòng dưa Linh Xuân, nên các anh chị có thể là mua những cây dưa Linh Xuân hàng rừng thì chúng ta để cái tạc lá như thế này nha. Trong lô này thì hiện tại là có vài bông nở bói đó cả nhà. Em kiếm em quay cái bông lên cho cả nhà mình cùng xem. Đây là tạc lá nó này, toàn xếp kiểu này thôi. Đó, bông này cũng một bông dưa Linh Xuân bói đây cả nhà. À, bông này cũng lưỡi đỏ luôn. Đối với dòng dưa Linh Xuân thì không có bệt. Đó. Bữa nay bữa em về quê á cả nhà, lo một số công việc đồ để em cho nó ổn thỏa, nên bây giờ em mới quay em bán lại đây. Đấy. Mọi người thấy là cái khuôn lưỡi đỏ này. Dưa Linh Xuân thì gần như là không có bệt đâu.